Mẹ, mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Bố anh chứ, anh mà làm rạng danh gia đình thì mẹ mừng chứ sao? Mẹ, mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhá. Để làm gì? Con với thằng Hưng đang định mở công ty quảng cáo truyền thông, nhưng mà chưa có vốn. Mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất, con thế chấp vay vốn ngân hàng mẹ nhá. Không được. Sao lại không được à? Mẹ biết cái tính anh rồi. Anh cứ làm tốt công việc ở tòa soạn báo đi cho mẹ mừng. Anh cứ bắt chước người ta làm ăn rồi lại đi tù có ngày ấy. Không được đâu. Mẹ không đồng ý đâu. Mẹ. Mẹ đã bảo không được là không được. Mẹ không cho con mượn giấy tờ nhà đất ý, con vẫn mở công ty cho mẹ xem.